trường Dục Thanh là nơi ghi dấu sự kiện thời thanh niên của Bác Hồ với tên gọi Nguyễn Tất Thành đã dừng chân dạy học từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 2 năm 1911 bằng tâm huyết tình cảm. Người đã truyền đạt những kiến thức văn hóa và khơi dậy tinh thần yêu nước cho các học trò của mình trước khi người vào Sài Gòn, ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Du khách từ mọi miền đất nước đến với trường Dục Thanh để tìm hiểu về cuộc đời cao đẹp của người, từ nếp sống giản dị, chân thật, đến lòng yêu nước thương dân và đặc biệt là hình ảnh thầy giáo trẻ hết lòng chăm lo cho sự nghiệp chồng người. Trường Dục Thanh ra đời và hoạt động từ năm 1907 đến năm 1912 theo chủ trương chung của phong trào Duy Tân do cụ Phan Châu Trinh khởi xướng. Đó là muốn mở mang dân trí, trước hết phải thành lập trường dạy học. Ông Nguyễn Trọng Lội và ông Nguyễn Quý Anh là hai người con của nhà thơ, nhà văn yêu nước Nguyễn Thông cùng các nhân sĩ yêu nước đứng ra sáng lập. Đây là một trường tư thục có nội dung giảng dạy tiến bộ thời bấy giờ. Trường dạy chữ quốc ngữ là chính, bên cạnh đó dạy chữ Hán, chữ Pháp và môn thể dục. Trường có 7 thầy giáo, hiệu trưởng là thầy Nguyễn Quý Anh, trong số đó thầy Nguyễn Tất Thành, tên Bác Hồ lúc 20 tuổi, là người trẻ tuổi nhất. Học sinh của trường lúc đông nhất khoảng 50 đến 60 học sinh, chỉ có 4 học trò nữ, chia làm 4 lớp tư, 3, nhì, nhất. Trong thời gian dạy học tại trường, thầy giáo Thành dạy thể dục thể thao là chính. Ngoài ra, thầy Thành còn phụ giảng chữ quốc ngữ và chữ Hán thay cho các thầy giáo khác nghỉ bệnh hoặc bận việc. Tháng 2 năm 1911, thầy Thành rời trường Dục Thanh vào Sài Gòn. Để rồi ngày 5 tháng 6 năm 1911 rời Tổ quốc vượt đại dương đi tìm con đường giải phóng dân tộc. Tuy thời gian dạy học ở đây không dài, nhưng thầy Thành đã để lại trong lòng học trò trường Dục Thanh những ký ức khó quên về tình thương yêu, đạo đức lối sống, phương pháp giảng dạy. Khu di tích bao gồm những hạng mục và di vật sau đây: nhà ngư, là nơi chứa ngư lưới cụ và làm cá, mắm của gia đình con cháu cụ Nguyễn Thông, được xây dựng năm 1906. Năm 1907, trường Dục Thanh ra đời và nhà ngư trở thành nơi nội trú của thầy giáo và học trò ở xa đến dạy và học. Trong thời gian dạy học tại đây, thầy giáo Thành cũng ở nội trú tại ngôi nhà này. Nhà ngoạ du sào, có nghĩa là ổ nằm chơi. Được xây dựng năm 1880, khi về cuối đời cụ Nguyễn Thông cho xây dựng ngôi nhà để ở và dùng căn gác làm nơi uống trà, ngâm thơ, bình thơ, bình văn và sáng tác lúc tuổi già, và cũng là nơi luận bàn trao đổi công việc với các sĩ phu yêu nước. Trong thời gian dạy học tại trường Dục Thanh, thầy Thành thường xuyên lui tới đây để đọc sách, chấm bài và thỉnh thoảng nghỉ trưa. Cây khế và giếng nước. Cây khế do vợ cụ Nguyễn Thông trồng cách đây đã hơn một thế kỷ. Trong thời gian dạy học tại trường, thầy Thành thường lấy nước ở giếng để dùng trong sinh hoạt và tưới cây trong vườn. Cây khế được thầy Thành chăm sóc năm 1910, đến nay vẫn ra hoa kết quả quanh năm, nhân dân Phan Thiết thường gọi cây khế Bác Hồ. Bài học quý báu mà Bác Hồ để lại trên mảnh đất này mãi mãi là niềm tự hào và là tài sản vô giá mà nhân dân Bình Thuận có vinh dự và trách nhiệm nặng nề trong việc gìn giữ, tôn tạo, quản lý và phát huy. Hàng năm có hơn 200.000 lượt khách tham quan trong nước, quốc tế, đặc biệt có các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cao cấp các nước đến thăm viếng, tìm hiểu, nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn nút đăng ký để không bao giờ bỏ lỡ thông tin cập nhật từ chúng tôi.